Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Vài năm trở lại đây, thành phố Phú Quốc vượt lên thay da đổi thịt khi hàng loạt các dự án về du lịch được đầu tư xây dựng một cách rầm rộ. Đất đai trở thành tài sản có giá trị khiến nhiều người dân đổi đời. Từ đó, một nhóm đối tượng hình sự từ các nơi câu kết đối tượng tại địa phương, hình thành các băng nhóm, hoạt động môi giới, bán đất, cho vay nặng lãi, bảo kê tranh chấp đất, canh giữ đất mướn, đòi nợ thuê v.v. gây ra các vụ phạm tội tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những cái tên như Cọp Bãi Bổn, Cường Kobe, Thái Bớt, rồi Vũ Công cùng hàng loạt các tên giang hồ cụm cán khác đã làm mưa làm gió, lộng hành tại Phú Quốc trong thời gian dài, khiến người dân sống trong nơm nớp lo sợ. Nhiều cuộc đụng độ giữa các băng đảng giành đất diễn ra. Có vụ các đối tượng nhận tiền công lên đến hàng chục tỷ đồng, tùy vào loại dịch vụ cũng như giá trị của phần đất, tài sản tranh chấp. Có kẻ khởi nghiệp từ không mảnh đất cắm dùi, làm liều một vài phi vụ thành người có tiền, có tiếng, xây nhà, mua xe, tạo cơ sở làm ăn bằng các dịch vụ karaoke, quán ăn, tiệm tóc, công ty bảo vệ, công ty tài chính, văn phòng môi giới đất đai, nhằm tạo vỏ bọc nuôi quân hợp pháp. Để giải quyết tranh chấp theo hướng nhanh gọn mà không cần đến cơ quan chức năng, người mua đất bỏ tiền làm hợp đồng thuê mướn những đối tượng có tiếng trong anh em xã hội, từ những địa phương khác đến để giành đất, chiếm đất và trông coi đất. Một số phần đất không có người trông coi cũng ngang nhiên bị các đối tượng dùng lưới sắt rào lại bao chiếm. Qua tìm hiểu, nguyên nhân sâu xa khiến Phú Quốc thời gian qua trở thành đại bản doanh của các băng đảng, bảo kê, đâm thuê chém mướn khét tiếng được cho là khởi điểm từ cơn sốt đất năm 2010. Thời điểm đó giá đất ở Phú Quốc tăng chóng mặt, các tay cò mồi, những kẻ lắm bạc nhiều tiền từ các tỉnh thành đổ về gom mua, đầu cơ, thu lợi. Những phần đất chưa rõ ràng pháp lý bắt đầu có những mâu thuẫn tranh chấp, xung đột lợi ích. Từ việc mua đất của người dân cố hữu có giấy tờ pháp lý đến đất không có giấy tờ, đất đang tranh chấp, đất ranh rừng, rồi cả đất rừng phòng hộ đã thu hút những đối tượng giang hồ cộm cán từ khắp các địa phương tụ tập đến đây lập băng ổ nhóm bảo kê chiếm đất lộng hành. Trong nhiều vụ việc, điển hình phải kể đến là vụ băng nhóm của Cường Kobe mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Kem thuộc xã An Thới, thành phố Phú Quốc. Với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bớt, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, Thái Bớt và Võ Văn Chớt, em ruột của Võ Văn Lương, tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng, đã bị khởi tố bắt tạm giam tại khu đất thuộc tổ 12 ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, và khoảng 20 đàn em đã kéo đến khu đất này để ngăn cản, đuổi đánh công dân do Cường của BT đang xây dựng nhà tạm ở đây. Biết băng Thái Bớt không phải là đối thủ dễ dàng, để giữ thế chủ động, Cường Kobe đã chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp 17 đàn em thuê xe ô tô 16 chỗ, mang theo dao rựa theo Cường Kobe đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bớt. Đến khu đất tranh chấp, nhóm Cường Kobe không gặp nhóm Thái Bớt nên đã về nhà Cường Kobe ăn trưa. Khoảng 14 giờ cùng ngày, phát hiện nhóm Thái Bớt quay lại khu vực tranh chấp, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Quang, tức Giang Thẹo, dẫn theo 17 đàn em đi 3 xe ô tô đến gặp nhóm Thái Bớt để giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, Giang Thẹo cùng một đối tượng khác đã mang theo một khẩu súng cùng 6 viên đạn. Đám lâu la mang theo mã tấu, dao kiếm tự chế trong tư thế sẵn sàng nổ súng, thanh trừng khi gặp đối thủ. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi băng của Cường Kobe đến nơi thì bị nhóm Thái Bớt tấn công trước. Giang Thẹo cầm súng bắn về phía nhóm Thái Bớt, trúng cửa xe ô tô của Thái, rồi cả nhóm bỏ chạy, để lại xe ô tô Fortuner. Nhóm của Thái truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường Kobe. Chỉ khi nghe tiếng hô có công an đến, nhóm Thái Bớt mới chịu lên xe bỏ qua. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng công an thành phố Phú Quốc đã thu giữ nhiều hung khí như búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quân dụng và nhiều vật chứng liên quan khác. Sau quá trình điều tra thu thập củng cố chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 29 đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người, mở rộng điều tra vụ án. Trong đó,
Trương Văn Nhàn bị cơ quan điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Được biết, Cường Cô Bê là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, một tiền sự kinh doanh không phép. Trước khi xa lưới, với bản chất côn đồ hung hãn xuất phát từ việc Cường Cô Bê cho rằng bảo vệ của một dự án tại ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc ngăn cản không cho máy xúc của Cường vào khu này để lấy cát trái phép, Cường Cô Bê đã ngang nhiên dùng súng bắn thị uy, uy hiếp đe dọa những người này. Sau khi không tìm được người bảo vệ đã ngăn cản máy xúc của mình, Cường ba lần sử dụng khẩu súng nhãn hiệu Zoraki 925 Auto, loại công cụ hỗ trợ bắn 7 viên đạn tại khu vực dự án khiến nhiều người hoảng loạn. Ngoài ra, Cường Cô Bê còn chỉ đạo đàn em phá hủy tài sản của anh Lại Đình Thi, sinh năm 1970, trú tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, khi anh này thi công san lấp mặt bằng công trình xây dựng cho Cường. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc trong quá trình thi công, Cường Cô Bê không ứng tiền dầu cho anh Thi. Nên ngày 18 tháng 12 năm 2022, Cường Cô Bê và anh Thi xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau qua điện thoại. Ngay sau đó, để dằn mặt anh Thi, Cường Cô Bê gọi điện thoại cho em ruột là Lê Hoàng Hiếu đến đốt xe cuốc của anh Thi đang thi công trong phần đất tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Nhận chỉ đạo từ Cường, Hiếu đi mua 400.000 xăng về tưới lên xe cuốc của anh Thi rồi châm lửa đốt, gây thiệt hại 290 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường Cô Bê và Lê Hoàng Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản. Trước khi Cường Cô Bê bị bắt giữ, ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Văn Thế Sự, biệt danh Cọp Bãi Bổn, sinh năm 1988, Huỳnh Văn Lắm, sinh năm 1984, Lý Minh Thương, sinh năm 1986, Lê Quốc Thanh, Thanh Gái, sinh năm 1978, cùng ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, và Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1997, ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra của cơ quan công an, Văn Thế Sự với danh xưng Cọp Bãi Bổn cùng Huỳnh Văn Lắm là hai đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp đất đai, bao chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh. Băng nhóm này rất manh động và liều lĩnh, luôn chuẩn bị sẵn sàng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự, hoang mang cho người dân địa phương. Vụ việc nổi cộng nhất do băng nhóm này gây ra là vào tháng 10 năm 2022, đàn em của Sự là Vũ Minh Hiếu mâu thuẫn và đánh một thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Vụ việc nổi cộng nhất do băng nhóm này gây ra là vào tháng 10 năm 2022, đàn em của Sự là Vũ Minh Hiếu mâu thuẫn và đánh một thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Trong lúc đánh nhau, Sự lái ô tô tông thẳng vào nhóm đối thủ, khiến một người ngã vào lề đường. Ngay lập tức, Hiếu cùng đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát và đập phá ô tô của đối phương. Thời gian qua, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng tấn công trấn áp các băng nhóm tội phạm, bảo kê tệ nạn xã hội, bào chiếm, tranh chấp, đất đai trên địa bàn thành phố Phú Quốc, dẹp yên tình trạng các băng ổ nhóm giang hồ, cát cứ, hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên hòn đảo nổi tiếng về du lịch này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.